Rồi, xin chào tất cả các anh em, chào tất cả các chú bác mình, chào tất cả các bạn đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 4 nha, em xin phép lên một video gồm 22 mã hàng như thế này đây. Trái và phải thì có mấy cái món hàng VIP trong đây lắm nha, hàng VIP, hàng độc, có mấy món trong đây độc lắm. Thì anh em nào chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192025, em chuyên nghiệp ha. Còn về cái phần phí ship á thì tính theo bưu điện nha, bưu điện tính bao nhiêu thì anh em trả bấy nhiêu. Nó thông thường tầm 30 đến 50 ngàn. Anh em chuyển khoản trước sẽ được bao ship hoặc là mua hai đơn trở lên cũng sẽ được bao ship hoàn toàn. Đó là phần hỗ trợ của em. Và quý anh em lưu ý, em không chốt đơn với hình thức khác nha, không chốt đơn trên bình luận YouTube, không chốt đơn trên chỗ khác, chỉ chốt đơn qua số điện thoại Zalo thôi. Đó. Thì tất cả mấy hàng như thế này, hàng của em bán thì em đảm bảo với anh em mình tất cả đều là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Em đã gom là hàng Nhật bãi, là hàng Nhật đã qua sử dụng. Em không bán hàng trôi nổi, không bán hàng nhái, không bán hàng tàu cửa nha. Đảm bảo với anh em 100% là hàng Nhật bãi hết. Thế này. Tất cả mặt hàng thế này ha. Thì anh em mua hàng của anh em trước giờ như vậy rồi, thì dù trường hợp hàng ship đến quý anh em mình bị lỗi hay như thế nào đó, anh em sẽ không mất một đồng nào hết, anh em yên tâm giữ phần đó nha. Còn về cái phần thông số thì một số anh em có thể mình chưa hiểu về cái thông số của cần Nhật, mỗi cần Nhật nó có một cái thông số khác nhau, thì anh em có thể hỏi em kỹ hơn để mình đừng có chốt đơn ấy ha, tránh tránh trường hợp anh em có chốt đại về mình. Thứ nhất là về mình không sử dụng không đúng ý muốn của mình, hoặc là không đúng mục đích sử dụng của mình, về cái anh em mình lại không câu, anh em bỏ nha, một góc anh em không câu nó phí lắm ha. Hoặc là mua về rồi chơi không được nữa thì nó cũng ấy lắm, thì anh em cứ hỏi kỹ em sẽ, em biết đâu em sẽ tư vấn anh em tới đó để đảm bảo anh em có thể mua được những cái vòng mình ưng ý nhất nha. Đó, và trả lại video như thế này, em xin phép lên luôn nha. Cái mã số 1 em xin phép lên là hai cây cần, lên một cặp nha, một cặp hai cây này là hai cây cần rút mini dạng quýnh lăng xê nha. Hai cây này là chất liệu là phíp, nó có một cây bị mất cái nút đít nha, cây này thì còn, cây này mất nút đít nha, anh em về anh em kiếm cái nút gỗ khác anh em tán vô đó. Hai cây thuộc dạng anh em câu biển này nữa, đâu bắt máy này, bắt máy bằng hợp kim không rỉ sét này, đó nó dành cho anh em câu nước mặn nào được nè. Hai cây để lên thông số từng cây, chắc hai cây này để 2m7 nè, cần rút 2m7 khoen khoen sứ trắng rút 2m7 khoen sứ trắng nha, có một màu xanh còn đẹp nè. Nói chung cây này phôi đẹp nha, thì cây này nó cứng tầm khoảng 20 nha em, 20 25 gì đó, 2m7, nó thu gọn 55 cm, cân nặng 177 g, ngọn 2 ly, và cây màu xanh. Còn cái cây thứ hai đó, cây này còn là hàng con Daiwa, hàng Daiwa cứng 20 2m4 ha, Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nè, nó cũng là khoen sứ trắng nha, phôi cũng còn rất đẹp nè, đó phôi rất đẹp ha. Thì cây này cũng vậy, cây cứng 20 2m4, phôi rất đẹp, cũng thu gọn 55 cm luôn, cân nặng 191 g, ngọn cũng 2 ly luôn. Rồi một cặp thì mã số 1 bán với anh em mình giá có 300 ngàn nha, 300 ngàn một cặp này, anh em có thể đảm bảo anh em về câu tẹt ga luôn. Cặp này em quýnh cá lớn được nè, cá 2-3 kg, 3-5 kg em câu được luôn á, mà quá trình của mỗi người như thế nào để bắt được hay không nha. Cặp này mà số 1 giá 300. Rồi tiếp theo một combo là 3 cây luôn nha, 3 cây như thế này, 3 cây này là một mã nha nè, một giá nó chi tiết từng cây. Cây đầu tiên em gửi đến em là mình dạng một cái cần tay trở máy nè, thấy không, tay cầm của cần tay nè, một máy Fuji nè, cây này hàng Olympic nha, chất liệu là phíp nha, 3 cây này đều là chất liệu phíp hết. Cây này để coi nó 3 lóng hả, nó 2m7 quá, cây này thì 3 lóng, cái ngọn rất là dẻo nha nè, 1, 2, 3, 4, 5, 2m7 nha nè, cây này là 2m7 nha, dạng ngọn dẻo nha, ngọn dẻo thích hợp cho nên mình câu tôm nữa, câu tôm, cá tráp, cá hanh rồi ha. Cây này nè, nó dạng cần tay trở máy nè, nó dạng Ikeda dài vậy ha, nó dạng như vậy, đọt nhỏ đọt mảnh nè. Đó, cây này là 2m7 nha. Một cây. Còn cây thứ hai, cây này mới cần tay trở máy nè, cây này hàng cứng nè. Đó, nguyên cái lóng gốc nó quấn chỉ hết trơn nguyên cây này ha. Đó, khoen là khoen Fuji phản quang nè. Chất liệu cũng là phíp luôn. Đây. Nè, khoen của nó này ha. Cây này nó tầm 4-5 h luôn nha anh em. 4-5 h luôn. Chiều dài của nó, cái này nó dài à, cũng là 2m7 luôn hay nè, có 4 h á, nảy lắm.
Thì anh em nào muốn về khảy cái rô đồng thì anh em lấy cây này, anh em khảy rô đồng là du lịch luôn nè, 2m7 ha. Còn cái cây cuối cùng trong này là cây hai khúc, cũng chất liệu phíp đỏ nè, cán gỗ nha. Bán anh em mua mấy này nên em giá lời, nhiều tha hồ mà chơi, không đủ thứ loại hết. Cây này hai khúc 2m4 nha anh em, cứng tầm khoảng 15-20 gì đó, hai khúc 2m4 ha. Ba cây này em bán một mã một ha, ba cây này em bán giá là 500.000 mã số 2 nha quý nè. Nó cần ngoại hình còn đẹp lắm, ba cây này 500, anh em mua về chơi lời ha. Tại vì em lỡ ship lần khó em bán theo cách vậy, anh em về cứ chơi thôi, có 500.000 thôi ba cây. Rồi tiếp theo lên cho anh em là cần sức carbon nha anh em, sức carbon đây, có cần sức carbon. Cây này hàng xoắn hai da nha, anh em thấy không, xoắn bị chép hai da dưới này nè. Xoắn bị chép hai da dài 4m2 nha anh em, xoắn xanh rất đẹp nha, đó bắt mắt Fuji, đó xoắn này. Cái này hàng Korea xuất nha anh em, sản xuất tại Korea và xuất thị trường Nhật nha. Fan là fan Fuji đây, tất cả fan Fuji. Cây này cứng 25, dài 4m2, có phôi màu xanh ngọc nha, rất đẹp nha nè, phôi nè bóng 7, vẫn có xước sát nhỏ mờ nha, phôi đẹp, có ngọn zin nó luôn, đẹp không, cái ngọn này ngọn chất lượng đó. Cái nền tảng phôi nè 25 nha nè, cứng 25, dài 4m2, cần xuất carbon. Cân nặng là 300g đúng, nó rất nhẹ nha, 300g, ngọn 2,5 ly, góc 24. Rồi cây này thì mã số 3 bán giá 900.000 nha anh em, giá 900 rồi nha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cần tay, cây này còn trong hộp nè, trong hộp trong bao giấy tờ đầy đủ hết nè, gần như là chưa sử dụng được đó, bao hộp full hộp nha. Thì cây này là thông số cho nên là hàng của Mustard nha, hãng của Nhật và sản xuất tại Korea này, dài 3m6 nè, nó nhẹ chỉ có 43g thôi là siêu nhẹ luôn. Thu gọn 59cm, đọt 0.7, góc 16.4 nè, 93% carbon nè, giá 7.500 yên. 7.500 yên thì anh em có nhân cho 200 thôi, tỷ suất hiện tại thì nó đâu cũng khoảng tầm 1,5 triệu rồi ha, đầu đó khoảng 1,5 triệu. Một cái cần thì mới chưa sử dụng nha, gần như là chưa sử dụng, full hộp sách giấy tờ đầy đủ hết. Nhìn carbon giả chút như thế này đây. Cây này chuyên cho anh em câu cá suối rồi nha nè, cá giết, cá suối, cá mương được ha. Cầm như không cầm cho nó có 4 mấy gram mà anh em cầm nó nhẹ như nặng cộng lông gà lông vịt vậy đó. Nhớ tin nè, này chỉ có mấy anh Trình của mấy anh Nhật nó mới làm được cái này thôi, công nghệ của mấy anh đó thôi. Nó carbon giả chút này nó đâu cần mới chát. Đây, mới rất đẹp luôn. Đó. Đây. Đó, thông số chi tiết nãy báo cho anh em mình rồi ha. Cây này là cứng tầm khoảng 2H thôi nha anh em. Tầm 2H và chiên cho anh em câu cái giết cái suối cái mương nha. Cứ lúc không mất tiêu trời. Rồi, cây này mã số 4 em bán giá 600 rồi nha anh em. Đó. Mua đồ Nhật mua tại Việt Nam rẻ nha anh em. Nó có 600.000 khỏi bỏ 1,5 triệu nha. Anh em mua bên Nhật thì anh em tốn 1,5 triệu, anh em tốn thêm tiền phí dịch vụ, tốn thêm tiền vận chuyển. Đó, còn mua ở Việt Nam 600.000 khỏi bỏ 1,5 triệu ha. Đó, mã số 4 600. Tiếp theo là cho anh em mình một cái cần tay trả máy đây, cây hàng Nissin, cây này hàng đời mới xịn sò luôn nha nè. Cây này đã lắm, đây hàng Nissin mới chát, cây này đẹp lắm, đây bật máy Fuji đời mới. Đây cần zoom hai chế độ nha, 6m và 5m4 nha anh em. 6m anh em để dưới đây là anh em câu 5m4 nè, zoom ra chế độ đây là 6m nè. Nó cần đẹp lắm, hãng Nissin đời mới nha, tắt nhìn cây này giá rất mắc lắm á. Chế độ zoom nè, cây cần nè, fan là fan xích gòn, nút đầy đủ hết, nguyên zin nguyên bản 100%. Đây nè, mấy đầu lỏng này ha, nè sơn nhám nè, có mấy thằng này mới mà mất tiền nó ưa sơn nhám là lắm nha nè. Đây rất mới, cực kỳ mới luôn, nguyên zin nguyên bản 100%, mới chát mới bóc luôn nè, fan gold đàng hoàng chứ không phải fan thường đâu. Cây này tầm 4H nha nè, tầm 4H. Nguyên zin nguyên bản đủ chiều dài 100%. Mấy cây nào mà em báo như thế đó thì em cứ tự tin mua ha, về cái vụ có hao hụt em cứ báo em. Chào.
cá các bạn, chuyển quần cho em hết. Sáu mét dung 5m4, cân nặng 204 g. Cây này ngọn 1 ly. Rồi cây này mã số 5, em bán có giá 1,6 triệu rồi nha anh em. Mã số 5 giá 1,6 triệu. Tiếp theo lên cho anh em một cần sút carbon nha. Cây này sút carbon. Đây. Cây này sút nha. Sút Remy sút T30425 là cứng 30 dài 425 nha. Thì cây này là hàng Daiwa đời mới. Đây hàng made in China nha. Thì dòng này á thì nó có hai loại nha anh em. Một loại là nó sút đại trà, nó sút các nước khác được, và một dòng là sút cơ thị trường Nhật. Thì cây này là dành sút cơ thị trường Nhật nha. Made in China là dòng sút đời mới nha. Đó, Remy sút cứng 30 và 425, thông số đẹp nha. Nè, nó chạy được ngoài da chỗ này nha, sút ngoài da chỗ này. Đây, cái bắt máy này là anh em có nhìn vô bắt máy để anh em định vị ha. Bắt máy là dành sút thị trường Nhật nè, với cái chỉ nền màu trắng này nè. Đó, còn những kia là chỉ nền màu đen, với bắt máy nó khác. Thì anh em mình cứ tìm hiểu thêm ha. T30 425. Đây hàng Daiwa. Đây dòng đời mới nha anh em. Đây nè, có công nghệ HVF chống nổ cần nè. Đó, hàng Daiwa. Quen là thằng Fuji. Carbon xoắn đây. Đây, nó có chạy xước chỗ này nữa ha. Tổng thể là đẹp nha anh em. Nè, đây nó có sờn chỗ này nữa nè, sờn ngoài da chỗ này nữa nè. Đó. Nó còn là đẹp ngọn định vị luôn nha, định vị ngọn nè, định vị khoen cái lọ. Định vị khoen. Cứng 30 425 nha. À, cây này vừa chơi lắm, giá cũng dễ chơi cho anh em mình dễ mua nữa. Cân nặng ngọn của nó là ngọn 2 ly 4, cân nặng là 448 g. Rồi cây này mã số 6, em bán giá 1,8 triệu như nè, giá 1,8 triệu cũng dễ chơi cho anh em mình chơi cây Daiwa đời mới, dòng sút Nhật, lưu hành thị trường Nhật. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái ISO biển nha. Cây này đẹp quá trời đẹp luôn, đẹp mà chất lừ luôn, cái cần chất nó hơn từ chất nữa. Đây này, cái này cái gốc nè, nên anh em biết ít sử dụng ít câu rồi ha, nó còn luôn màn bọc nè. ISO biển, cây này về sưu tầm thôi, bán đồng tiền bát gạo luôn. Bắt máy Fuji tem vàng, màng đai qua như nè, đai qua đẹp tuyệt vời luôn. 20 là cứng 20, ISO biển cứng 20 nha anh, lưu ý nha, cứng 20 dài 5-25, cho nên biết độ bạo lực của cây này nha. ISO cứng 20, carbon whisker đai qua nè, xoắn ít gân toàn thân, đang xích hết tất cả fan của xích biển. Cây này cũng vậy là nguyên zin, nguyên bản 100%. Đó, fan xích đẹp ghê không, xích biển luôn nha. Thôi thì khỏi nói rồi, đẹp nè, đẹp, rất mới luôn, cực kỳ mới luôn. Nó tem nè, tem nội địa Nhật. Đây, nói chung cây này độ mới thì khỏi bàn nha. Xoắn là xoắn ít gân, ngọn xoắn tới ngọn luôn nha nè, ngọn xoắn ít gân luôn. Đó, cây này nguyên zin, nguyên bản 100% đó. Thì anh em là thích hàng zin thì cái này nha, zin nguyên bản đủ hết, cần đẹp mới luôn, giá rẻ ôm, dễ chơi, dễ sưu tầm. Cân nặng là 690 g, ISO biển cứng 20 bạo lực nha, ngọn là 1 ly 8, gần 2 ly. Rồi cây này mã số 7, em bán giá là 2,5 triệu nha anh em, giá 2,5 triệu. Mấy cây này qua Nhật mua giữ nước mà đi không nổi luôn, lết luôn, chứ mua gì nổi. Mấy cây này, cái này hồi xưa em nhớ có ông Tây, ông Tây ông chuyên gia ông mua mấy cái dòng này, ông mua được giá lắm. Hôm nay không biết dịch bệnh thì ông về nước hay sao ông tiêu à. Ông chuyên sưu tầm, ông đi mua, ông đi giáp dòng cho ông mua mấy đất. Mua đúng cái dòng ISO biển đó, chứ nó tê mua hai thằng. Cái này ông thấy ông nữa xuất hiện đó, không biết ông đâu rồi. Đó, tiếp theo lên cho anh em một cái ISO ngắn nha, cây còn luôn cái bao cần. Đó, cái ISO ngắn nha, bắt máy Fuji đây. Đó, cái này dài 2m1 nha anh em. 2m1 bằng carbon. Có mấy cây bé bé vậy nè, anh em lúc anh em muốn kiếm kiếm không ra đó. Cây này dành cho anh em câu tôm, câu bè rồi nè. Tôm, cá bè, cá tráp, cá hành rồi đó, fan Fuji. Đây bé bé xinh xinh nha, carbon xoắn. Rồi, cái thông số của cây này. Cân nặng là 83 g. Ngọn 1 ly. Rồi cây này mã số 8 thì bán giá 500 nha nè. Số 8 giá 5 xị. Dễ chơi, rẻ hơn cây Ukra nhiều ha. Muốn câu Ukra thì quốc cây này, về câu tôm, hồ dịch vụ rồi đó.
quốc kỳ đó ha, giá 500.000 à, câu đỉnh luôn. Và tiếp theo lên cho em là ISO nha, ISO khen nhỏ nè, cái góc nó có quăng chỉ làm tay cầm cho mình khỏi trơn trượt cho nè, không có dập gãy nha, cây này dập gãy em cho tặng luôn đó. Đây bắt máy đời cao, bắt máy liền nha, bắt máy Fuji đời cao, máy carbon luôn. Cái này hãng của NFT đây, NFT bubble lớp nè, Avancer hai dòng là cao cấp hơn bubble lớp bậc nha đó, đọt 1.5 và 5.3 hay nè, nội điện giật 100%, khoen là khoen Q6 đây, tất cả khoen xích nha, nó xích đẹp đàng hoàng. Đây xoắn bù lớp 2 da nè, thấy cây này anh em nào có ý định hạ tay lấy cây này quýnh nè, bao chơi luôn, hạ tay bao đánh cây này. Phôi cây này về anh em có thể quýnh bạo lực được luôn á, nó không cứng nhưng mà anh em quýnh bạo lực được nha. Mấy phôi cây này nè tốt lắm đó, ngọn zin của nó nha, 1.5 5.4, cây này cũng vậy, hàng gần như zin đó, em chưa đo thực tế nhưng mà nhìn ngọn chắc hàng zin. Cân nặng là 209 gram, ngọn 1 ly. Rồi cây này mã số 9, 1.2 triệu em giảm xuống còn 1 triệu nha, anh em nào chốt thì chốt luôn, quyết định hạ tay lấy cái này về lời nè. Đó, hạ tay thì em hạ giùm nhưng mà cho anh bộ khoen em sẽ hạ giùm, còn hạ công thì 200.000 nha, 200.000 là hỗ trợ thêm á, hỗ trợ cho anh em giá 200 hạ tay, còn miễn phí thì cho anh lại bộ khoen. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình có cần tay nha, cần tay VIP nha. Đây về cần tay VIP, cần gấp khúc anh em nhìn đi không nổi luôn, đẹp nè, trời ơi đẹp nè. Anh em nào học cái mạng màu vàng thì cầm cái này lên là tự động có cá nha. Hàng nội địa Nhật nha, cái này hàng Suzumi, hãng Suzumi nội địa Nhật nha, dài 4.5 m. Cái này tính tầm khoảng 2.5 m nha nè, rắp khúc đẹp, trời ơi đẹp đi không nổi luôn, nút rồi đầy đủ, nút bao cần đầy đủ hết, zin nguyên bản 100%, đó có gân nè, nhìn đi không nổi luôn, đẹp nè. Cây này hình như có người bán giá đâu như 3.3 3.4 gì đó, em thấy có người bán giá đó, thì ví dụ anh em có xem tham khảo thì cứ tìm hiểu thêm ha. Chốt cây này, nói chung dùng cần gấp khúc, cây này hàng cao cấp nha, đẹp cực kỳ luôn, về vừa chơi vừa sưu tầm, 92 gram, ngọn 1 ly, ngọn 0.8. rồi cây này mã số 10, em bán giá 2 triệu nha nè, đó 2 triệu, giảm 200.000 rồi còn 2 triệu đó nha, số 10. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình là cái cần lua VIP nha. Đó, anh em mà khi em xăng anh em hay hỏi sao xăng không bán hàng mắc tiền này, đây em lấy được nhưng mà tại em phục vụ khách bình dân, anh em muốn hàng cao cấp thì em quốc hàng cao cấp cho anh em mình chơi nha, anh em là chuyên lua thì nhìn sẽ biết nha. Đây Jacko nha anh em, custom rod Jacko hàng cao cấp nha, cái thương hiệu là đã biết rồi, Jacko B, anh em cứ tìm nè, Jacko BRS S100 MHSG, anh em đánh Google sẽ ra thông số thông tin cây cần này ha. Đó, nó còn luôn cái bao cần đầy đủ hết, cần thì đẹp nhất nắp luôn, bán hàng cao cấp cho anh em mình chơi thử thì biết hàng cao cấp ha. Chung em bán được hết trơn á, hàng nào em lấy cũng được hết trơn, nhưng mà về có bán được hay không trước giờ thì mình quen với cái bán hàng bãi bình dân rồi, bây giờ quay qua hàng cao cấp thì anh em lại bỡ ngỡ, anh em sẽ hững hờ hơn. Cái cần đẹp nhất nắp luôn, đó quen xích nha anh em. Đây cần nè, mấy hàng cao cấp nó làm đơn giản nhưng mà đẳng cấp, bật máy không được, bật máy thiết kế nè, đẹp nha. Cây này khoảng mới khoảng 99%, là chỉ bị điểm trừ chỗ này thôi đó, chỗ này nè, có sao chốc nước sơn chỗ này thôi, còn lại là đẹp cực kỳ sạch còn nha, thông số quá chuẩn luôn, anh em nào muốn lua bạo lực thì cái này nha. Đây dài 3 m, size MH 80 gram, xài dây BMAT 3.3 chấm luôn nha, dây BMAT 3 chấm dùng tải cực cao luôn đó. Đây cần đẹp nhất nắp luôn, thì anh em cứ về tìm hiểu thêm ha, anh em muốn chơi thử cái dòng cao cấp, mà nói chung giá này thì cũng dễ chơi bình dân thôi, đối với một số anh em mà mình chơi chuyên lua thì giá cái này thì quá bình dân so với những cái cần đời mới bây giờ, thì mấy cái này nó ăn đứt 10 lần gấp 10 lần mấy cái cần đời mới mà anh em mua Daiwa Shimano đời mới bây giờ, không bằng gốc nhỏ mấy cái này ha, mấy cái này là hàng mắc in sao băng rồi, chuẩn nội địa rồi, hàng thương hiệu nha. Đó, thông số chi tiết cái này dài 3 m đã báo rồi nha, và cân nặng của nó
size MH luôn nha anh em. 264 g. Ngọn 2 ly, bộ chống sắn đàng hoàng rồi. Cây này thì mã số 11, em bán giá là 4,5 triệu nha anh em. Mã số 11 4,5 triệu, cần 99%. Rồi tiếp theo lên cho anh em một ISO khoan nhỏ nha. Đây. Một ISO khoan nhỏ. Cây này hàng cũng đai qua nha anh em. ISO khoan nhỏ hàng đai qua, tem nội địa Nhật nè. Đai qua nội địa Nhật luôn nha, bắt máy Fuji. Đó, chỗ này sắn này, tay cầm sắn gần nè ha. Đọt 2 dài 6,3 m. Đai qua mono carbon. Cây nội địa Nhật, cây này pho cũng cực kỳ tốt nè, fan được fan Fuji. Đó, mấy đầu lóng này, nè, nè không? Sắn gần nha. Cục cục luôn, đó. Chỗ này là sắn là so. Sắn Afumos. Đó, pho nói chung có sờn có ố nha, nhưng vẫn còn rất ok nha nè. Có sờn có ố nhưng pho vẫn rất ok, vẫn bóng đẹp đàng hoàng. Đây, cây này ngọn lông phụng, ngọn zin luôn nha. Đó, rồi thông số chi tiết cây này. Cân nặng là 323 g. 323, ngọn 0,8. Rồi cây này mã số 12 em bán giá 1 triệu nha nè. Số 12 giá 1 triệu. Rồi tiếp theo là cho anh em mình. Đây, một cây cần này nha. Cây này nói chung là phiên bản limited luôn. Limited là do em làm lại nó thành phiên bản giới hạn limited thôi, là không đụng hàng luôn nha. Thì cái cây này nói chung em làm mục đích của em á là để chơi và em đi rừng, em đánh lóc bồng, em đánh cái lóc mà lớn nha, quấn cá rừng rồi. Thì anh em nào nếu mà có xem video này mà có ý định quấn cá rừng thì lấy cái này chơi nha. Tại vì cây này em làm để em chơi, nhưng mà nói chung em có cây khác VIP hơn rồi. Anh em nhường lấy cái này cho anh em chơi nha. Đây, cây này hàng đai qua cao láp nha, hàng em chơi thì đảm bảo không đụng hàng. Đó, đai qua cao láp nha, bắt máy Fuji tem vàng nè. Cứng 100, dài 3,3 m nha, keo láp là sắn sợ giáp chống đạn nè. Đó, đây qua keo láp ha, Kensaki keo láp. Đây, cái bộ khoen này nói chung cái cây này á, là cái dạng khoen nhỏ nha nè, khoen nhỏ mà khoen thường thôi, khoen Fuji bản khoen thường thôi. Em đã độ nè, nó thành nguyên một bộ khoen súp để cho anh em mình quấn lua đó ha, quấn cái lóc đó, quấn lua rê cái lóc đó. Thì em độ nè, cây này về anh em quấn lục đầu cần cũng được nha. Thì em độ thành khoen súp nè. Nội kiếm cái bộ khoen này thôi, em kể cho anh nghe, nội kiếm bộ khoen này thôi là em phải tháo khoảng chừng 3 đến 5 cái cần khác để mới có được đủ bộ khoen thích hợp như thế nào. Nhưng mà cái này nó chưa hoàn chỉnh nè. Khoen đề 3 nè, khoen này, nhưng mà có một cái khoen trắng vô này ha. Tại vì nó không có cái khoen thích hợp, một cái khoen xích như thế này không có thích hợp. Anh em nào muốn cùng màu đen thì anh em lấy màu đen, anh em sơn cho mấy gì này nó trùng màu đấy ha. Cây này là khoen vui xám, vui cho đó. Ủi xích môi trề nè. Đó, phôi nè. Nói chung cây này thì phôi nó không được mới nha nè. Nè. Đó, mà anh em muốn có phôi nào mới thì anh em về mua anh em cái chai xịt bóng 2K. Xịt bóng 2K xe máy về anh em dặm lại ha, cho nó bóng đẹp. Cây này là phôi zin, ngọn zin hết, em không có cắt không làm gì hết nha, còn đủ hết cho nó luôn á. Cứng 130 m3 ha, phiên bản limited do chính tay em làm. Lên luôn thì anh em nào có hữu duyên thì anh em đang cần thì mua ha. 345 g. Ngọn của nó là 2,8 ly. 3 ly, cây này mã số 13, bán giá 2,7 triệu nha nè. 2,7 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình là cái cần, đây cây này còn luôn cái bao nha. Cần 2 khúc 2 ngọn nha nè, rất mới, đẹp như mới luôn, xoắn 2 da luôn. Đó, là cái cần 2 khúc 2 ngọn như thế này. 2 khúc 2 ngọn, xoắn 2 da nè, thấy không? Xuống hai da tới ngọn luôn, rất mới, cực kỳ mới luôn. Một ngọn cứng 30-50 và một ngọn cứng 50-80 ha. Đây, xoắn hai da, xoắn da nè, bắt máy Fuji tem vàng sọc xanh luôn, hàng xịn có khác. Bitfell Specialist bản đặc biệt nha, 2,4 m 2 khúc ngọn tháp nha nè. Đó, nói chung rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Ôi, xoắn hai da. Rồi thông số chi tiết của cây này. Cân nặng là 300 g. Của hai ngọn nha, tổng hai ngọn là 300 g nha. Một ngọn của nó là 2,1 ly và một ngọn 1,5 ly. Rồi, cây này là mã số 14 mình bán giá 1,2 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần tay. Đó, cây này nguyên bản cần tay NFT nè. Cây này đầu tiên nó độ lên gì gì. Để nguyên bản cho em bán giá biết nhiêu tiền.
nó độ lên nó không còn zin nữa, bán giá không còn zin nha, còn lại nó không lỗi lầm gì hết nè, làm bắt máy nè, nó độ bắt máy nó sơn cái màu nè, nó tuyệt tông sạch tông luôn nha. Cây này là cần tay nó gắn phen làm cần tay chở máy nè, nó nộp tê bộ lớp, cây này 7m2 nữa, nó cứng tầm 5-6h của người ta cần, đẹp ghê luôn đó, phen luôn nè, có phen này mới nhảy chân ra. Thì anh em nào lấy em sẽ gắn cái chân này lại nha, em bóp xuống, em đẩy vô đây làm gắn cái chân phen này lại. Thì anh em nào thích để khoen, để không thích về anh em có tháo chỉ anh em làm cần tay nha, còn khâu thì bao lỗi lầm, đẹp cỡ này nè. Mà để nguyên bản cần tay cho em, nó bán giá 2 triệu mấy rồi, thì nó gắn khoen dùng chi như thằng phá hoại không đó. Ôi rất đẹp, rất mới vậy nè, ôi mới ghê luôn. 7m2 nha, tầm khoảng 6h, thẳng tưng luôn, nó ngọn nè, nó gắn phen độ từ lưa vừa phen vô đây chân đó. Rồi cây này đến phong số chi tiết như vậy nha em, nắng ngọn vô nè, nó tháp ngọn đây luôn nè đó. Thì cây này như vậy và thông số chi tiết của nó, cân nặng hiện tại của nó là 288 g, ngọn to đùng, ngọn cả 2 ly luôn á nha em. Rồi cây này mã số 15 bán giá 1,6 triệu nha, mã số 15 giá 1,6 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình là một cái cần 2 khúc nha, cây Daiwa Kenzaki. Daiwa Kenzaki cán gỗ này. Nè, bắt máy Daiwa Kenzaki nha, dòng Super Kenzaki luôn. Quen là Fuji biển nha. Đó. Cái tên quen này đóng tên xanh xanh, anh em về chịu có vệ sinh lại giúp em ha. Cái tên xanh này nè, chùi ra hết, cạo ra hết nha. Super Kenzaki 2m7, cây này cứng tầm khoảng 200 nha nè. Cứng 200 m7, quen là quen Fuji biển nha. Đó, chân quen có đóng tên xanh. Thì cây này anh em muốn bạo lực thì quốc cây này nha, giá rẻ ờm luôn nha. Giá rẻ ờm luôn đó. Nặng là 819 g, 2m7, cứng tầm khoảng 200 nha, ngọn 4 ly. Nó phải có di biển rồi. Cây này mã số 16 bán giá 800 ngàn đây nha, 800 ngàn chứ bằng cái bộ khoen thôi. Nên không mua được, không biết mua cây nào quýnh bạo lực, không biết mua cây nào cho thích hợp nữa. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình có cần 2 khúc, cây này có bao cần ha. Cái bao cần, cây này khoan xích lá nha nè, nó còn có dây an toàn dưới này nè, cái dây an toàn rất lòng thòng này nè, em để đi luôn. Nó khoan của xích lá, nó có trầy chỗ này nha, trầy nhẹ chỗ này, khoan xích lá đây, bắt mắt Fuji tem vàng đây, 2m4 nè, bản Spacer 2m4, cây này hàng của Suzumi nè, Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Cây này cứng tầm khoảng 80, 2m4, cây xích lá cần còn đẹp nha nè, đầu vu xích trong sáng luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cái phen xích lá nha nè, 2 khúc 2m4, cứng là khoảng 80. Và cân nặng là 290 g, ngọn 1 ly rưỡi, 1 ly 8, ngọn ly 8 là thế nào. Rồi cây này mã số 17 em bán giá 1 triệu nha nè, mã số 17 giá 1 triệu. Rồi tiếp theo lên cho em cần lua nha. Dạ. Một cây cần lua mới đứng 1 khúc liền nha nè. Cây này hàng Daiko, cây này hàng VIP Daiko nha. 1 khúc liền, có cái tay cầm nè. Đó. Những cái cán bận anh em câu, anh em cầm nhiều là nó sẽ ố nha. Anh em muốn sạch anh em về lấy nháo, anh em đánh cái lớp bên ngoài này ra, anh em phủ keo lại là bao sạch, bao đẹp luôn. Có Fuji tem vàng. Nè, cây này hàng Daiko, anh em cứ tìm theo ha, Daiko. Cái dòng này nè, AG Reason nè. Anh em tìm ra, giá cái này cao lắm ha. 1 khúc hàng Daiko, thì anh em nào chuyên chơi lua sẽ biết rồi ha. Cái này dọc 1m8 size L nè. Nó lua từ 1/16 đến 1/4 OZ, nó tải từ 4 đến 8 là bao ha. Hàng Daiko, hàng xích, nguyên zin nguyên bản nha nè. Đó, hàng full xích, cần còn đẹp, chỉ có tay cầm là hơi xấu thôi nha. Tay cầm đó thì cái cán đó, thì anh em về anh em cứ test lại, anh em chả nhám lại rồi. Trong số chi tiết cây này, tất cả hàng xích nha, hàng Daiko, cân nặng 112 g. Ngọn là 1 đi 8. Rồi cây này thì mã số 18 thì bán giá 1,4 triệu nha nè. Nên là muốn thích tôi tầm Daiko thì giá 1,4 triệu, cây này là quá ổn. Quá ổn mà giá rẻ nữa, nhưng mà mấy ngày 1 khúc là biến xít chết luôn. Đóng luôn ống nước và ngoằn. Cũng phải bán cho anh em mình chơi. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình có cần 3 khúc nha. Cây này có bao của nó nè. Nó cần thì rất đẹp. Cần đẹp như mới luôn. Đây cần 3 khúc nha. Cây này chuyên cho anh em quýnh chết, quýnh mè, quýnh lăng xê đâu ha. Hoặc anh em câu biển cũng được nữa. Nè. Trotsky Boysan. Đó, hàng carbon nha, rất mới, rất đẹp luôn. Bất máy Fuji tem vàng, da băng, 3m3 nha. 3m3, cái này hãng của gì đây?
mà nội địa Nhật nha, 98% carbon luôn nè. Có những logo đặng tiền ha, Super DX 3m3, cành cứng có tầm khoảng 50 nè, khoảng 50 60 gì đó, tem nội địa Nhật này, 100% nội địa Nhật, cần thì như mới nha, tất cả như mới lắm. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, phen khui xám ba khúc nha, anh em là chuyên quấn chép, quấn mè, cái trê, cái chim rồi đó, cái trê, cái chim rồi đó, quấn mè, lăn xê rồi lấy cái này quấn ha, 3m3 ba khúc, phôi nhỏ gọn nhẹ, rất đẹp luôn, duy nhật nữa. Cây này là 380g, ngọn của nó 2 ly 6. Rồi cây này mã số có bao cần nha, mã số 19, mã giá 900 vậy nè, mã số 19 giá 900. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần tay, đây một cái cần tay Shimano nha, cần tay 10m nha, Shimano Twin Power luôn nha, một cái Twin Power Shimano dài 10m nha nè. Thì hôm trước anh em chú bác nào có nhớ khoảng mấy vài người hỏi em cái cần 10m đó, nay được một cây một nha, đúng một cây một, có xem video thì chốt nha, giá nên trong cây này cũng rất rẻ. Shimano Twin Power nội địa Nhật 10m, cứng tầm khoảng 5-6H nha nè. Đây xoắn ít toàn thân, kho còn rất đẹp nha. Đây đó, nói chung kho rất đẹp. Thì cái này cũng có kiểm tra rồi, thì nó có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ chỗ này chút xíu cho Sơn cho anh em xem nha, còn mấy chỗ này rất đẹp. Đó, mấy chỗ này anh em cứ xem lướt qua giùm em thôi. Đó, đây cái chỗ này nè, đang có thể thấy không, đây chỗ này nó bị sờn nè anh em, đầu lóng chỗ này nó sờn nè, nó sờn cái sơn đầu lóng chỗ này nè, nó sờn nó chóc một lớp bóng ngoài nè, chứ chỗ này nó bị tưa tưa chỗ này một tí nữa ha. Thì chỗ này anh em về anh em xử lý giùm em chỗ này, chỉ điểm trừ chỗ này thôi. Với một chỗ nữa, chỗ này nó bị cũng chạy xước một chỗ nữa ha, chỗ lóng này. Đấy, em thấy đâu đây nè, có một cái điểm trừ. À, cùng một lóng luôn nha nè, nó cùng một lóng luôn, nó cùng chỗ một lóng xước chỗ này nè, không phải xước mà nó chóc nước sơn chỗ này nè, rớt chỗ này xích xuống đây một tí, chỗ này nó có một cái vết chày nữa nha, nè, vết chày vết khứa chỗ này nè, nó nhưng mà chỉ ngoài da thôi ha. Rồi nó bị hai điểm trừ chỗ này ha, anh em lưu ý cái này 10m, còn lại là nguyên zin nguyên bản hết, kể cả ngọn ngọn zin luôn ha, ngọn to là 10m. Thì cây này á thì cái ngọn của nó 1 ly rưỡi nha nè, 1 ly rưỡi ly 6, dài 10m và cân nặng của nó là 450g. Rồi cây này mã số 10, mã số 20 em bán giá là 3 triệu nha nè, mã số 20 giá 3 triệu một cây một duy nhất. Rồi tiếp theo lên cho nên mình cần xuất lở nha nè, cây xuất lở cây này rất mới, là cứng 20 dài 3m9, hàng made in Korea nha, Korea xuất Nhật nè, gồm rusher gì nè, đó tem xuất Nhật đó, nói chung cần rất mới, bắt máy Fuji fan Fuji hết ha, hàng Korea xuất Nhật thì anh em cũng yên tâm mà chơi ha. Đó, hàng carbon, fan Fuji đẹp đàng hoàng luôn. Cây này em bán giá hữu nghị cho anh em mình chơi có duyên thì mua ha. Đây. Đó. Carbon còn rất đẹp nha anh em. Rất đẹp luôn. 20 3m9. Còn rất đẹp, rất mới. Cân nặng là 306g. Ngọn của nó là 2 ly. Rồi cây này mã số 21 em bán giá 600.000. Rồi, cây cuối cùng trong video hôm nay gửi đến em mình làm cái cần ISO nha, em tháo khoe hết rồi về anh em tự hạ tay nha. Cây này cũng là hàng mắc tiền của Daiwa nè. Đó. Daiwa Whisker. Afumod Whisker nha, nó cũng xoắn hai da mà xoắn Afumod nha. Đó. Cây này mắc tiền lắm á, đợt trước em có con cây em bán đọt số 4 5m3 bán tới 2 triệu rưỡi luôn á. Thì cây này nói chung là nó đọt không nha, đọt không dài 5m3. Nhưng mà hạ tay thì cần tầm khoảng 3H nha anh em. Cần đẹp lắm, nội địa Nhật. Thì phôi cái này về anh em chơi 3H thì anh em quấn cảm giác, thì cây này về anh em quấn tịch luôn. Hai cần tay để bao cho anh em mình chơi. Cần còn rất mới. Thì anh em về tự hạ nha, em bán giá hữu nghị cho anh em mình chơi. Cần rất mới, rất đẹp luôn. Ngọn này 1 ly 2. Ngọn lông phụng 1 ly 2 nha. Đó 5m3. Nha, cây này phôi nhỏ gọn nè, về sáu bắt máy anh em tự hạ tay nha. Cân nặng 155g. Rồi cây này mã số 22 bán giá 800.000 nha, giá rất rẻ, rất mượt cho anh em về chơi nha, đừng trả giá giùm em, tội nghiệp em lắm. Rồi tất cả những mã hàng hôm nay thì nên là chốt đơn, vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 em tên nghiệp ha. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo ha, chúc anh em nhiều sức khỏe, may mắn và thành công.